đây là harry potter ở xứ sở thần tiên và được ship đinh quá đà khiến người ta nghĩ là nó hay tương đương xin giới thiệu trường học cho thiện và ác từ thủa xưa thiện và ác vẫn luôn đối đầu với nhau cho vui tại vì họ là anh em và đoán xem ai là ác nào đúng vậy cái ông có quá nhiều kẻ mắt và quá ít diễn xuất này tôi ác với cả thời trang lẫn điện ảnh tiếu đế nương tay đó biết không hả nương tay hay không thì nhìn chú mày cringe vẽ cứt nhìn cringe hay không thì ác cũng muốn loại bỏ thiện để sổ đỏ của trường chỉ đứng tên một mình hắn ác sử dụng phép thuật thứ thả thuật bị cấm để đánh bại anh trai và thiện thì dĩ nhiên không có cơ hội trước thứ cgi xấu vãi trưởng này nhưng mà cũng xoay sở để gạt dò ác khiến cả hai rơi xuống vực nhưng chỉ có thiện ngồi lên và chúng ta đến ngày này ngày nay ở ngôi làng gavaldon có sophie sophie xinh đẹp nhưng phòng sophie như cái chuồng lợn Sophie luôn mơ ước được làm công túa và cô luôn hành xử như một công túa Bạn thân cô là Agatha Con gái của một phù thủy tự phong luôn phải sống trong sự kỳ thị của dân làng Đó là một tình bạn lạ kỳ giữa hai chú cừu đen Hôm nay hai nàng dẫn nhau đi hiệu sách Vô tình biết được về một ngôi trường trong cổ tích Học viện cho thiện và ác Trường thiện tạo ra các hảo hán Còn trường ác thì sẽ tạo ra một đám ngực lép hay là gì đấy 20 năm trước ở làng có cô gái tên là Leonora bị bắt cóc Sophie thì nghĩ rằng cô ta chỉ đang đi học thôi chứ có ai bắt cóc đâu khát khao được thoát khỏi cái làng này Sophie viết hẳn một cái tâm thư cho trường Rồi tới gửi ở biểu điện gốc đa đầu làng Cô chán ngán cuộc đời buồn tẻ này lắm rồi Cô muốn làm công chúa Vậy là cô xách ba lô lên và đi Agatha thì nghĩ đó là một ý tưởng dở người Nên ra sức can cản Bỗng trời nổ sấm Đùng hoàng Lan mây nhuộm một màu đỏ siêu thấm Một sinh vật kỳ quái lao tới Tóm lên chân Sophie kéo đi Cô reo hò trong sự vui sướng đính mệnh vẫy gọi wow quá vui đi agatha thì hoảng vãi tẻ vội đù theo và rồi cả hai bị thần điêu đại hiệp xả xuống cắp lấy bay đi may qua làn mây máu đón hai cháu tới một màu mây mới trước mắt họ là trường học cho thiện và ác được chia làm hai khu sophie bị thả xuống trường ác trên con sông mà các trẻ em châu phi vẫn hay uống nước điều này khiến sophie sốc lắm vì cô là công túa cơ mà agatha bị thả ở trường thiện nơi trú ngụ của các cô tiên và linh thú bạn học thì ai nấy đều vẫy áo thúng thính và nói chuyện với chim muông thế nên là cô cũng bị nhét vào một một bộ cánh mà cô không thích thú tí nào. Hôm nay là ngày khai giảng, trường chiến thắng năm trước sẽ đảm nhiệm tiết mục văn nghệ và đó là các chàng trai thiện chiến, họ trình diễn tiết mục flash mob với tâm điểm thuộc về hoàng tử xứ Bình Nguyên ở đây. Và đây là Paulo Kilo. Anh khiến các em gái say mê không thể rời mắt Em trai này có một mắt nên đành phải rơi ghế Arduin đối đầu với Flo Dù đã bén lại còn thêm lửa Hắn lấn nướt được một lúc suýt chút nữa khiến màn hình hoàng tử đổi màu Nhưng hoàng tử được chọn làm tâm điểm là có lý do Anh lật kèo ngoạn mục Mang về chiến thắng cho thiện tộc mà vẫn trông đẹp trai trong suốt quá trình thế là Sophie thích cơ mà hơi tiếc là hoàng tử đã làm chậu cho bông hoa khác đến đây thì hiệu trưởng xuất hiện nói rằng cả hai bên đều quan trọng anh hùng chỉ được yêu quý khi cái ác xuất hiện và cái thiện chỉ đáng giá khi ác bá hoành hành với sự đón tiếp nồng hậu từ các bạn học Agatha nhanh chóng làm quen với môi trường mới cô ra ngoài ban công xem có chú chim nào đang hot nhưng có lẽ các chú chim giờ này đang tắm rửa Agatha cũng muốn tự do như những chú chim cô đi tìm sự tự do nhưng va phải còn đũi tình yêu literally luôn Cupid lùa cô chạy rất mặt và tình cờ cô chạy vào một căn phòng bí mật nơi cô phát hiện ra một bí mật cực kỳ bí mật ác hiện về trong dòng sở tinh đỏ và cảnh cáo cô hãy tránh ra Sophie không thì hiệu cái <laughs> liệu cái hồn Sophie thì đang xích mích với trưởng buồng vì đánh cái lông mày dày hơn cô ta Đã cãi nhau, Sophie lại còn bắt đầu mâm dốc Và thế là trưởng buồng kéo đòi liệu Sophie ra cửa Đáp lại lời đe dọa, Sophie mâm dốc Intensify Nhưng mà thấy Agatha đang đứng ở dưới gọi cô bèn chạy xuống Agatha đã tìm ra lối đi lên phòng hiệu trưởng Nơi ông đã chờ sẵn hai trò Ông đọc hai đứa như một quyển sách Literally đọc như một quyển sách luôn Từng dòng chữ miêu tả tương lai hai đứa liên tục hiện lên Agatha đòi được trả về nhà vì cô đếch rảnh mà xiêm y với trà bánh cả ngày nhưng mà các trò thân yêu ơi, những học viên ở đây đâu chỉ làm công chúa và ác nhân đâu. Họ sẽ trở thành những nhân vật trong lịch sử với những sự kiện lịch sử thay đổi lịch sử. Thế đã có ai từng thử thay đổi cái răng cửa của thầy chưa? Và em thì đang ở nhâm trường. Vậy thì việc của em là chứng minh điều đó Nhưng mà đấy lỗi của ông mà Không, đấy là lỗi cuốn sách này Và một đứa từ trường ác phải có nụ hôn tình yêu đích thực Thì mới thay đổi nó được Má ơi, thay đổi mọi thứ luôn đấy Sau rồi cả hai bị đuổi về phòng Hôm nay Agatha có tết môn trang điểm của cô Evelyn ở tiệm giặt là Điều kiện để qua môn này là phải mỉm cười thật xinh Agatha bắt chiếc Sophie lại mong dốc với giáo viên Và thế là cô nhận được điểm F Viết tắt của Fanny Bên lớp Sophie đang học pha chế sự xấu xí Từ bé chúng ta được dạy rằng cái răng cái tóc là góc con người Vậy thì hãy cho thế giới thấy ta là hình tròn răng ta vừa dụng và ta vừa xót ra một tí nhưng ta không quan tâm và vì thế ta tự do trong bữa trưa peter dinglish đến nói chuyện với agatha là nhải về việc anh ta là con trai của hoàng tử bạch mã nhưng mà những gì anh ta thực sự muốn là bán tạp hóa và anh này cực kỳ cụ tè nên là agatha cười hi nhìn gì hi nho ta hi đọc kịch bản kiếm bát tê cho mày đấy Sophie và Agatha lại gặp nhau Tóc phẳng hoè muốn hôn anh phở lò nên nhờ bạn mình gửi thư tình Và việc tán phở lò khá là thuận lợi Agatha Vì cô chỉ mới vừa ồ oh wow áo của anh có nhiều nút ghê ha chắc là cài phải lâu lắm đấy nhở thì Flo đã bảo là quần anh ít nút hơn và tí thì anh cởi cho xem Và hoàn toàn không để ý đến bức thư Sophie gửi Họ sau đó học một lớp sinh vật huyền bí và được biết về mấy bông hoa biết cắn Hoàng tử tạp hóa bị hoa cắn nên chạy như một thằng đần Thực sự luôn này thằng này đến chạy đâu <laughs> Ít nhất là cũng phải chạy ngược lại lối mòn đấy đần vãi Đó là lần thứ ba mà cái ông này trượt buồn Và thế là ông bị lốc xoáy cuốn Chuyển sinh thành một cái ấm chả biết nói hay là một con cá gì đấy Đã qua trường lớp bên ác thì Sophie có một buổi học ở lớp biến hình do cô chủ nhiệm phụ trách Nó khá là tẻ nhạt cho đến khi Sophie bị gọi lên Tất nhiên là cô không có phép Và thứ gây sát thương nhất cô có là combo mâm dốc và con trưởng buồng vẫn thấy đếch vui nó gọi ra một con gồng lửa và tấn công sophie nhưng một đàn ong bay tới dập lửa và suýt thì dập luôn con gồng trước khi tụ lại và hiện lên hình hài của thằng cha ác bảo sophie là em quá tuyệt vời luôn rồi bay đi cô chủ nhiệm kéo tóc vòng hoe và hỏi chuyện tiết lộ ác là em trai của thầy hiệu trưởng và thầy sẽ là hy vọng để trường ác giành lại vị trí vốn có của nó sang ngày tiếp theo hôm nay agatha có buổi học ngoài trời môn học mang tên ước với dòng nước <laughs> lũ cá long tong ở dưới biết rõ mong muốn sâu trong tim mỗi người mù lan xung phong lên trước cô ước có một gã đàn ông yêu mình wow mơ ước của một người phụ nữ độc lập lọ lên đây thì ước hoàng tử florentino thả hoa và nhảy múa tới lượt agatha cô ước cho người từng bị đánh trượt có thể trở lại và thế là cô lôi lên được Anadi một cô bé bị đánh trượt từ 100 năm trước và cô bé được đưa trở về quê hương thời tới cả không kịp điêu hình cũng muốn về chơi thôn vĩ nhưng mọi người chỉ nghĩ đó là một con quái vật chứ không phải là một bảnh hồn xấu số học tốt bị trượt ba môn florentino không biết từ đầu lao tới nhanh nhẩu ném thanh kiếm thánh cầm thẳng vào tim điêu hình anh em ơi, ai có băng dính với dây thì ra chỗ này làm giáp xương tí đi hang nhá. Agatha tức ói máu, gào lên là làm gì có cái gì là thuần thiện hay là thuần ác, con người không hoạt động như thế. Giáo viên bảo thôi ông im mẹ mồm, cho không biết cho tuyệt vời thế nào đâu. Cho vừa làm được một điều thần kỳ và là công chúa đích thực mà lâu lắm rồi mới xuất hiện. Cái nhau đất liên quan. Sophie thì chẳng có tiết học nào cả và bị bắt sống tầng hầm vì bà chủ nghiệm muốn thỉnh ác về. Bà cần Sophie phải kiểu siêu ác mà để ác thì phải xấu đã. Bà cắt rẹt mái tóc dài mà cô đã dưỡng từ rất lâu. Đang soi gương thì cô thấy bóng người sau lưng hắn bảo với cô là sophie em tuyệt vời lắm và đó chính xác là thứ prep talk mà Sophie cần trong buổi lễ kích hoạt phép thuật nơi mà tất cả học sinh được mở khóa kỹ năng và bị lây HIV luôn thể. Sophie bước tới và làm hoang phí thời gian của tất cả mọi người. Cô vừa kết vừa làm slay queen các thứ các thứ trở nên cực kỳ ngầu trong mắt mọi người. Ừ, nếu mọi người có ôn não của một đứa nhóc 9 tuổi. Nhưng mà Agatha bảo không bạn ơi. Florentino gia đình phức tạp nên là phải yêu vì tâm hồn nữa cơ. Thế là Sophie tấn công bằng đường tâm hồn và thành công ngực gỡ hai người hẹn hò kéo theo cuộc ẩu đả giữa hai phe thiện và ác vụ việc đến tai ban giám hiệu cả ba bị gọi lên phòng họp việc một học sinh ở trường thiện hẹn hò với người ở trường ác là chưa có tiền lệ nếu mà hai đứa muốn đến với nhau thì người đó chắc chắn phải là định mệnh và hai người phải chứng minh điều đó bằng cách trải qua thử thách sống sót 24 giờ các tình nhân được thả vào trong rừng nhiệm vụ là sống sót và tìm thấy nhau trước khi mặt trời mọc sophie đang lang thang trong rừng thì bị hoa cắn rách tay agatha muốn giúp bạn cố lén giúp đỡ nhưng mà hoa không phải là thứ duy nhất đang chờ họ trong rừng mà còn có con fiddlestick bị què một con chim bồ câu trắng chợt bay tới đó chính là agatha ứng cứu florentino đã tới nơi giao chiến với con bù nhìn nhưng bị thất thế trong khi sophie ngồi như con đần vì tin rằng hoàng tử thì phải mạnh mẽ cứu công chúa thì agatha nhúng tay vào giúp hoàng tử luôn bù nhìn bị trẻ làm hai nhưng mà giờ florentino lại dỗi vì nghĩ sophie ăn gian mà lại còn tụ thủ bàng quang thế là anh bỏ cuộc giữa chừng hai cô bạn thân cũng nghỉ chơi với nhau và tình hình giữa thiện và ác lại đầu vào đó và lại sắp biến chuyển tệ hơn vì ác lại tới để prep talk và trao cho sophie sức mạnh phép thuật các giáo viên thì giờ đã biết đến sự trở lại của ác vỡ người tìm sophie còn sophie tìm tới bà chủ nhiệm trường ác Bà chính là cô gái từ Gavadon đã mất tích 20 năm trước. Chủ nhiệm biện thiện cũng xuất hiện và chất vấn Sophie. Cô chỉ cười một cách xấu xa trong khi làm phép biến mọi người thành mấy cái figure của chung figure. Shop bán figure chính thức của The Reviewer, nơi chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi trong cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này. Thêm vào đó là trùng cuối shop bán áo chính thức của The Reviewer cũng đang có cực kỳ nhiều ưu đãi cụ thể là mua 2 tặng 1. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để tìm hiểu thêm. Florentino khi phát hiện bèn dẫn 500 anh em tới bên trường hàng xóm nơi bọn học sinh ác đang đán đúm tiệc tùng. Sophie trong hình hài giả nua do lạm dụng phép thuật bảo là ơ người ta có làm gì đâu mà đòi đánh người ta. Vô cờ đánh người thì chúng mày mới là bọn ác. Còn chúng tao là Rimastic. Nói xong cô thay đổi trang phục cho cả hai bên. Bên ác mặc áo trùng cuối còn bên thiện mặc áo người ác. Rồi thiện ác lẫn lộn la vào nhau, tấn công nhau bằng kiếm và giáo, bằng lửa bằng ma thuật. Nhưng không một ai bị thương vong vì phim này là phim cho trẻ con. Cơ mà Sophie thì hơi ao trình nên là phe ác áp đảo dần đều. Sau khi đánh luôn cô bạn thân thì Sophie chỉ có một việc cần làm là trả thù người đã hại cô, ông hiệu trưởng. Nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ đó chính xác hơn là em trai ông hiệu trưởng trận chiến năm xưa người sống sót là ác hắn đóng giả làm thiện và điều hành ngôi trường dần bóp méo tư tưởng của phe thiện khiến họ dần tự mãn và yếu đuối hơn sau vài lời phỉnh phờ hắn dụ sophie đá lưỡi cả vì lợi ích của phe ác hắn bảo thế và sophie hôn ác điều đó khiến cái ác có được nụ hôn chân ái nhưng tham vọng của hắn không như sophie nghĩ hắn muốn quét sạch tất cả bao gồm luôn cả đám ác cổ tích kia để dọn đường cho cái ác thực sự sophie biết mình bị lừa thì ngáo hẳn luôn thả tới bằng theo thông não chỉ thuật nhưng ác bảo là mày xem naruto ít thôi Cây bút lông bay thẳng tới Agatha Sophie rơi tầm thần ra đỡ Và thế là ma thuật tình yêu đích thực bị đảo ngược Editor tua ngược lại cảnh nhà đổ Trong khi ác hoảng hớt thì Florentino đã tới Nhưng khác biệt level là quá lớn Florentino bị đánh sấp mặt Nhưng Sophie dùng phép tiếp thanh kiếm thánh cho Agatha là một nhát chém rượt ra Nhưng vẫn đủ để kết liệu ác Tuy nhiên tính mạng Sophie vẫn đang phết đợt dần đều Agatha bắt đầu khóc và hóa ra là nước mắt của cô có thể cải tử hoan sinh Vết thường khép miệng Sophie tỉnh lại Trưng hao cùng tất cả giáo viên được cứu Biến cố sập nhà đã thay đổi mọi thứ, ranh giới giữa thiện và ác dần được xóa nhòa. Còn về hai nhân vật chính thì sao? Agatha và Sophie quyết định trở về nhà, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng có một thứ họ không bỏ lại là phép thuật. Và tôi không biết đấy là phép thuật thiện hay ác nhưng mà đó làm kiểu điều khiển tâm trí và à thực ra là còn hoàng tử nữa cuối phim là kết mở cho phần 2 nói chung là chuyện thì còn đấy nhưng mà tôi cũng không chắc chắn lắm tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer cùng hệ thống kênh của giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại